Bangladesh tắt mạng di động vùng biên giới Ấn Độ. Hàng triệu thuê bao di động Bangladesh vùng biên giới với Ấn Độ đã bị ngắt mạng trong nhiều ngày qua. Chính quyền Bangladesh cho biết, động thái này là một phần của biện pháp an ninh trước lo ngại Ấn Độ thông qua luật công dân mới có thể khiến dân nước này ồ ạt di cư sang Bangladesh. Ủy ban điều hành viễn thông Bangladesh đã ra lệnh ngắt mạng di động tại vùng biên giới Ấn Độ từ cuối ngày 30 tháng 12. Bangladesh có chung 4.000 km đường biên giới với Ấn Độ. Quyết định ngắt mạng di động sẽ ảnh hưởng tới 10 triệu thuê bao, theo một quan chức cấp cao của nhà mạng nước này các quan chức btrc nói rằng chính phủ nước này lo ngại làn sóng tị nạn từ quốc gia láng giềng truyền thông bangladesh cho biết hàng trăm người nhập cảnh vào nước này qua ngã ấn độ đã bị lực lượng biên phòng giữ lại trong nhiều ngày qua